Đấy, kết quả sau khi chúng tôi cắt vào đầu máy cho một tỉnh miền Nam 30 tuổi rồi bạn ạ. Anh ấy đã có vợ con rồi. Nếu bạn thấy đây là kết quả. Đau không em? Các bạn thấy là cái tỷ lệ giữa da và niêm mạc đây, đây là máu thì nó rất là đều đúng không? Ở phía dưới đây các bạn thấy đây này, chuẩn không có chỉnh. Cái của em là nó hay bị viêm, không viêm bao giờ, nó đỏ đỏ lên này, nó không viêm đâu, nên là không có triệu chứng gì, nó không có sao. Đây bạn, đây là cái vòng đầu dài còn cái ngắn để ngắn, cái gì của chú thì muốn cắt cho phương án nào, có ba phương án cắt, đây một là em mình cắt bằng máy, thường bây giờ người ta sẽ cắt bằng máy, máy nó nhanh, nó đều và nó thẩm mỹ hơn. Nhưng mà các đồng máy thì nó rất là đẹp nhưng mà nó nguy cơ bị nhiễm trùng cao 10-20%. Đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt vào đầu máy cho một tỉnh miền Nam 30 tuổi rồi bạn ạ. Anh ấy đã có vợ con rồi. Nếu bạn thấy đây là kết quả. Đau không em? Không. Các bạn thấy là cái tỷ lệ giữa da và niêm mạc đây, đây là máu thì nó rất là đều đúng không? Ở phía dưới đây các bạn thấy đây này, chuẩn không có chỉnh.